Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao và hướng tới SEA Games 31 ngày 20 tháng 3, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam, trao thưởng và tôn vinh những vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc có nhiều đóng góp cho thể thao Việt Nam trong năm 2021, được các nhà báo chuyên trách thể thao hàng đầu bầu chọn thông qua cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2021. Hôm nay thì em cũng được tham dự cái chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam, thì đối với bản thân em thì thật sự cái chương trình này mở ra đúng lúc, cũng như là động viên cái tinh thần tới các vận động viên bọn em để bọn em có thể cố gắng thi đấu đạt cái thành tích tốt tại SEA Games. Và trong lúc thi đấu cũng như là lúc nhận bằng khen thì cảm xúc của em nó gần như là giống như nhau, tại vì nó hồi hộp cũng như là cái niềm tự hào của em nó càng ngày càng lớn hơn ạ. Và truyền cho em một cái động lực cũng như là sự tự tin để mình phấn đấu giành những cái thành tích cao hơn trong những cuộc thi đấu sắp tới ạ. Cảm xúc đầu tiên đương nhiên là sẽ hãnh diện về bản thân của mình vì được nằm trong top 10 vận động viên được tuyển chọn tiêu biểu năm 2021. Và em sẽ cố gắng những cái năm sau mình cố gắng thi đấu để được lọt vào top mỗi năm luôn. Chương trình Vinh quang Thể thao là sự kiện có ý nghĩa động viên, cổ vũ tinh thần các vận động viên, những người đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện, thi đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn tới thể thao thế giới cũng như của Việt Nam để mang vinh quang về cho thể thao nước nhà. Đặc biệt là trong quá trình chuẩn bị hướng tới thành công mới tại SEA Games diễn ra tại Việt Nam vào tháng 5 tới đây. Với những cống hiến cho thể thao nước nhà, vận động viên Lê Văn Công được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì vì đã có thành tích giành huy chương bạc Paralympic năm 2020. Huấn luyện viên Lê Quang Thái được tặng thưởng huân chương lao động hạng ba vì đã có công huấn luyện vận động viên Lê Văn Công giành thành tích tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật. Hôm nay cũng được vinh danh tại cái buổi kỷ niệm ngày truyền thống thể thao Việt Nam, cũng cảm thấy rất tuyệt vời. Qua đó thì cũng được trao tặng tấm huân chương lao động hạng nhì, thì đấy là một cái quá trình nỗ lực của công qua rất nhiều năm để mình đạt được cái thành tích như vậy. Thì công xin cảm ơn cả quý lãnh đạo, quý thầy cô và cả trung tâm huấn luyện đã hỗ trợ cho công có được cái điều kiện tốt nhất để công vừa điều trị vừa tập luyện để công đạt được cái thành tích như ngày hôm nay. Mục tiêu của công tại cái Paralympic Games là công sẽ bảo vệ tổng huy chương vàng mà mình đã giành được ở kỳ trước. Cũng tại chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam, ban tổ chức đã công bố tác phẩm Hãy tỏa sáng của nhạc sĩ Huy Tuấn, bài hát chính thức của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Ca khúc chủ đề của SEA Games 31 lần đầu tiên được biểu diễn rộng rãi trước công chúng bởi ca sĩ Tùng Dương và nhiều nghệ sĩ khác.